Hiệp thi đấu thứ nhất, chung kết nữ trung học cơ sở Quan Sơn. Màu xanh và Thạch Thành màu vàng chuẩn bị. Bắt đầu! Vâng, các đội, các đơn vị có vẻ là rất chuyên nghiệp về cái bộ di chuyển của chân. Vâng, ưu thế đang nguyên về đội Quan Sơn. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, Quan Sơn giành chiến thắng 1-0. Trận chung kết nữ trung học cơ sở, hiệp thi đấu thứ hai giữa đội Quan Sơn màu xanh và đội Thạch Thành màu vàng chuẩn bị bước vào hiệp thi đấu thứ hai. Trọng tài đang làm thủ tục chuẩn bị thi đấu. Quan Sơn 2-0 nghiêng vào đội Quan Sơn, chiến thắng chung cuộc, đội Quan Sơn đã giành chiến thắng 2-0. Trận thi đấu giữa đội thành phố Thanh Hóa và đơn vị Cẩm Thủy chuẩn bị vào thi đấu hiệp thứ nhất, chuẩn bị. Trọng tài bắt đầu hiệp thi đấu thứ nhất giữa đội Cẩm Thủy và đội thành phố Thanh Hóa đang thi đấu. Cẩm Thủy cố lên nào. Ôi, kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, đội Cẩm Thủy hiện đang bị tạm thua 1-0. Thưa các bạn, hiệp thi đấu thứ hai giữa đơn vị thành phố Thanh Hóa và Cẩm Thủy chuẩn bị. Trọng tài đang làm thủ tục chuẩn bị thi đấu hiệp thi đấu thứ hai. Cẩm Thủy cố lên nào. Vâng, dây thành phố Thanh Hóa nào, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. 2-3 nào. Mạnh lên nào. Thành phố Thanh Hóa cố lên nào. Mạnh lên. Mạnh lên nào. Hết hiệp thứ nhất.
lượt thi đấu thứ hai giữa Thạch Thành và Thọ Xuân chuẩn bị. Đội màu vàng là đội Thạch Thành. Vâng, và đối thủ của đội Thạch Thành là đội Thọ Xuân. Các trọng tài đang bắt đầu. Cố lên nào. Vâng, có vẻ như đang cố lên nào, Thọ Xuân cố lên nào, mạnh lên nào, hai ba. Mạnh lên nào, mạnh lên nào. Mạnh lên nào. Rồi, kết thúc hiệp thi đấu thứ hai, đội Thạch Thành đã giành chiến thắng. Chung cuộc 2-0. Nhất. Các bạn thân mến, hiệp thi đấu thứ nhất giữa Đông Sơn và Quan Sơn. Chuẩn bị. Trọng tài đang chuẩn bị làm thủ tục thi đấu. Bắt đầu, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Đông Sơn cố lên. Mạnh lên nào, mạnh. Hay ba. Mạnh lên nào, hay ba, mạnh lên. Và đơn vị đồ bạn là Quan Sơn. Vâng, Quan Sơn đang rất mạnh. Hay ba. Hay ba. Wow! Hết hiệp thi đấu thứ nhất. Đội Quan Sơn đã giành chiến thắng 1-0. Các bạn thân mến, hiệp thi đấu thứ hai giữa đội Quan Sơn và đội Đông Sơn chuẩn bị. Chúng ta đang còn khoảng cái danh sách đăng ký ban đầu của các đội, chúng ta nộp lại cho ban tổ chức. Rồi, hiệp thi đấu thứ hai chuẩn bị. Đội Quan Sơn và đội Đông Sơn chuẩn bị bước vào hiệp thi đấu thứ hai. Sơn có vẻ thể lực tốt hơn, đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0 nghiêng vào đội Quan Sơn. Hiệp thi đấu thứ nhất giữa đội nữ Thạch Thành áo vàng và đội Thọ Xuân. Mạnh lên nào. Mạnh lên nào, Thọ Xuân cố lên nào, mạnh lên. Mạnh lên, Thạch Thành cố lên nào. Mạnh, mạnh lên nào, mạnh lên nào. Hay ba. Mạnh lên nào, hơi ba, sắp được rồi, nhảy lên. Thọ Xuân nào, mạnh lên. Hiệp thi đấu thứ hai giữa đội nữ Thọ Xuân và đội nữ Thạch Thành. Bắt đầu! Hiệp thi đấu thứ hai đang diễn ra kịch tính giữa đội Thọ Xuân và đội Thạch Thành. Thank you.
thắng. Hiệp thi đấu thứ nhất giữa Quan Sơn và Hà Trung bắt đầu. Vào đơn vị Hà Trung. Đơn vị Quan Sơn, vâng, có vẻ Quan Sơn đang giành chiến thắng. Rồi, hết hiệp 1-0. Đội Quan Sơn đã giành chiến thắng 1-0. Đội sân. Hiệp thi đấu thứ hai giữa Quan Sơn và Hà Trung, chuẩn bị, đội Hà Trung đã cầm dây. Quan Sơn đã chuẩn bị xong. Và trọng tài chưa chuẩn bị xong. Chuẩn bị. Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Cố lên nào. Vâng, có vẻ đội Quan Sơn đang rất mạnh. Vâng, và họ đã chiến thắng, giành chiến thắng dễ dàng 2-0 trước đội Hà Trung. Hiệp thi đấu thứ nhất trung học cơ sở giữa đội Thạch Thành và đội thành phố Thanh Hóa. Chuẩn bị. Hiệp thi đấu thứ hai giữa đội thành phố Thanh Hóa và đội Thạch Thành, chuẩn bị. Chuẩn bị. Chung kết trung học cơ sở giữa đội Thạch Thành và đội Quan Sơn đang làm thủ tục chuẩn bị thi đấu. Thạch Thành màu vàng và Quan Sơn màu đỏ. Bắt đầu hiệp thi đấu thứ nhất đã vào thi đấu. Đây là đội Quan Sơn. Vâng, đội Quan Sơn có vẻ thi đấu rất chuyên nghiệp, họ đang đánh võng, một cái điều đánh võng và để giành chiến thắng cho đội của họ. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, đội Quan Sơn giành chiến thắng 1-0 trước đội Thạch Thành. Vâng, chuẩn bị chung kết hiệp thi đấu thứ hai trung học cơ sở giữa huyện Thạch Thành và Quan Sơn, chuẩn bị làm thủ tục chuẩn bị thi đấu. Hiện nay trọng tài đang chuẩn bị cho hai đội vào thi đấu hiệp hai.
Quang Sơn. 2-0 nghiêng của đội Quang Sơn và Thạnh Thành chấp nhận thất bại trước đội Quang Sơn quá mạnh. Kết thúc trận chung kết, Trung Quốc 2-0 về đội Quang Sơn. Cả nam và nữ đều thắng trong chung kết.